Xin chào các bạn đã đến với kênh cây sả đen Hòa Bình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái loại dược liệu nó rất là quý, là chuyên hỗ trợ điều trị về đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm. Ngay trước mặt các bạn đây chính là cây xấu hổ. Đây các bạn này, đây là cây xấu hổ các bạn ạ. Mình đang đi ra lấy cây xấu hổ. Gần đấy còn nó còn thấy này, khi động vào này, đấy, nó lá nó cụp lại này, bông nó màu tím này các bạn này. Đấy, màu tím. Đấy, các bạn có thể ngắt về các bạn nhé. Cái này rất là nhiều gai các bạn ạ. Đấy, rất nhiều gai. Đây, cận cảnh đây, đây cây xấu hổ. Đấy. Đấy, đây các bạn này. Đây cây xấu hổ các bạn ạ. Đấy. Thì theo đông y thì hầu hết các bộ phận của cây xấu hổ đều dùng để làm thuốc được. Trong đó, cành và lá cây xấu hổ có vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh và hơi độc, có tác dụng thanh can, thanh can hỏa, an thần, tiêu tích, giải độc, thường dùng trong các bài thuốc dưỡng tâm, an thần, giải độc cơ thể. Rễ cây xấu hổ có vị chát, hơi đắng, tính ấm, có độc tố, có tác dụng chỉ khái, hòa đàm, hoạt lạc, hòa vị và tiêu ích. Đấy, đó là theo các cái của đông y. Đây các bạn thấy đây, đây cây xấu hổ các bạn ạ. Đấy. Đây, rất là nhiều. Ở đây mình đang đi kiếm về cây xấu hổ này để làm thuốc các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều các bạn ạ. Đây, đây nữa này, rất là nhiều các bạn ạ. Đấy. À, sau đây thì mình giới thiệu với các bạn cái bài thuốc chữa xương khớp, thoát vị đĩa đệm từ cây xấu hổ các bạn nhé. Chữa đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay tê bại từ cây xấu hổ. Bạn có thể dùng riêng biệt hoặc là phối hợp với các vị thuốc như sau. Các bạn có thể lấy rễ cây xấu hổ, cả thân, lá và rễ cây xấu hổ các bạn nhé. Đấy, thân, lá, rễ cây xấu hổ. Các bạn phơi sao vàng hạ thổ. Đấy, các bạn lấy 30g sắc với lại 400ml nước. Sau khi các bạn sắc còn khoảng 100ml nước thì các bạn chia cho 2 lần uống trong ngày. Đấy, thì đó là các bạn dùng riêng, các bạn dùng riêng cây xấu hổ. Đối với rễ cây xấu hổ thì các bạn dùng như sau này. Các bạn rễ cây xấu hổ này, hy thiên, gai tầm sọng, dây đau xương, thiên nhiên kiện, thổ phục linh, tục đoạn, dây gắm, kê huyết đằng, mỗi thứ 12g. Các bạn sắc uống ngày một thang các bạn nhé. Đấy, uống ngày một thang. Đấy, được chưa? Đấy. Lưu ý khi các bạn sử dụng cây xấu hổ trị bệnh như sau. Cây xấu hổ mọc hoang rất nhiều và dễ tìm. Đấy, ở đây là mình đang đi lấy ở khu sân bóng. Đấy, nó rất nhiều cái loại cây này. Đấy. Sẵn dùng để điều trị bệnh, tuy nhiên không có công dụng nhanh và hiệu quả tức thì như thuốc tây, nhưng lại có tác dụng từ từ và hiệu quả, lại an toàn cho người bệnh. Tuy nhiên, khi sử dụng cây xấu hổ chữa bệnh cần lưu ý, các bài thuốc chỉ tốt và có tác dụng khi dùng liều lượng thích hợp. Cây xấu hổ phải được rửa sạch và kỹ, chế biến sạch và dùng đúng cách. Nếu kết hợp cây xấu hổ với thuốc tây hoặc dùng quá dài ngày có thể gây hại cho cơ thể. Tốt nhất là nên có sự tham khảo tư vấn của thầy thuốc, bác sĩ và các chuyên khoa, những người có kinh nghiệm các bạn nhé. Đấy, thì đây là cây xấu hổ các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều. Các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy chia sẻ để nhiều người biết hơn nữa về cây dược liệu này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, subscribe, nhấn vào cái chuông bên tay phải để nhận nhiều video hơn nữa từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.